chào quý vị đang đến với chương trình Gia đình và Học đường của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trong số chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ bàn về vấn đề khi con gặp stress. Có một số quý vị phụ huynh khi mà nghe cái đề tài này thì sẽ cảm thấy lạ, là bởi vì trẻ con còn nhỏ chỉ có ăn, ngủ, học, vui chơi thôi, làm gì mà gặp stress. Như nhạc sĩ Y Vân đã từng nói là 20 năm đầu thì vui sướng không bao lâu, nhưng mà chủ yếu 20 năm đầu vẫn rất là thời gian là vui sướng, sung sướng nhất của con trẻ. Vậy thì con mình nó có gặp stress hay không, và làm sao để giúp con vượt qua stress? Quý vị hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia nhé. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu với quý vị sự tham dự của bác sĩ Đông Xuyến đến từ cơ quan dịch vụ Southland, là một cái tổ chức chăm sóc y tế toàn diện, và đây là một tổ chức phi lợi nhuận. Xin cảm ơn bác sĩ Đông Xuyến đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Rồi, bây giờ em đặt lại cái câu hỏi. Dạ. Câu hỏi đặt ra mà rất nhiều quý vị phụ huynh như nãy Hoàng Vy nói đó, là nghĩ rằng con mình nó còn nhỏ, làm sao mà nó có thể stress được. Vậy thì thưa bác sĩ, là trẻ con nó có stress hay không ạ? Okay. Điều đầu tiên cần nói với lại Vy và quý khán giả là như thế này. Ở trong não trạng của các em nó có một cái trung tâm, nó gọi là trung tâm, cái emotional center của các em, emotion center, nó amygdala đó. Thì cái đó đó, cái đó nó còn gọi là trung tâm sợ hãi. Thì cái não trạng non nớt của các em, cái trung tâm đó nó rất là nhạy cảm. Nó nhạy cảm vì sao? Vì nó chưa có cái phần mà để tiết chế cái trung tâm sợ hãi đó, đó là cái phần tiền não, cái prefrontal cortex nó chưa có phát triển. Thành ra là cũng giống như người lớn của mình, khi mà mình sợ thì mình còn có lý trí để mà mình làm giảm bớt cái sự sợ hãi đó của mình. Mình khi mình có những cái căng thẳng, mình tự vấn mình tự có những cái lý luận, mình tự có những cái consider, yeah, cái này cái kia để mà mình tự vấn. Yeah. Các em nhỏ nó không có cái phần đó. Thành ra cái trung tâm sợ hãi của các em mà nó rất là thượng đế sanh ra, cái phần đó là nó phát triển, là nó hình thành đầu tiên cho cái con người, ở con người, và để người ta cảm nhận được cái sự nguy cơ để người ta tự vệ ha. Thì ở cái khía cạnh này các em vô cùng là năng động ở cái khía cạnh này. Thành ra cái sự sợ của các em là sự stress. Sự sợ là căng thẳng. Bởi vậy nên người lớn mình nói là các em có gì đâu để sợ. Dạ. Có gì đâu, các em đâu để stress, lo, đúng không? Vô đâu để lo. Có gì đâu. Lo là gì? Lo có nghĩa là sợ, đúng không? Dưới cái sự lo đó, đằng sau thẩm thấu của lo là sợ. Người lớn mình nói lo có nghĩa là đằng sau cái đó là sự sợ về một điều gì đó, đúng không? Các cái trung tâm cảm xúc của các em á, là trung tâm sợ. Và cái trung tâm sợ nó vô cùng năng động khi các em còn nhỏ. Ý bác sĩ là nó còn nhạy cảm hơn. Nhạy cảm và hết sức năng động để tự vệ. Để tự vệ. Thành ra là bởi vậy nên các em luôn sợ, các em, cái chữ sợ đối với các em, con nít có sợ không? Sợ là stress đó. Sợ là stress. Và có thể cái stress của em nó không giống như người lớn là phải đi làm mới là stress. Mình lớn rồi thì mình đâu có gì dễ sợ, tại vì mình có cái frontal lobe, mình có cái điều chỉnh để cho mình không có dễ sợ như các em. Nhưng mình đi làm có chuyện gì sắp mất việc mới là sợ, hay là không có thức ăn thì lúc đó mình là sợ. Nhưng với các em cái sợ nó đơn giản lắm. Stress đối với các em là sợ. Các em sợ, bây giờ mình hỏi ra các bạn nè, các em sợ gì? Yeah. Các em sợ cha mẹ đi làm không có đi về, về trễ không gặp chào bố mẹ. Các em sợ ma. Các em sợ bạn reject các em. Hay thậm chí là ở nhà với mẹ quen rồi, bây giờ phải đi học kindergarten với xa mẹ. Đó yes. cũng là sợ, và cũng là một cái stress của con. Đúng như vậy. Rồi mình rồi sợ bạn không chơi với mình cũng là một cái stress. Thật ra cái tuổi nào như vậy con mình nó có stress nhiều hơn mình nữa chứ hả bác sĩ? Definitely. Càng lớn các em thanh thiếu niên nó lại còn có nhiều cái khía cạnh khác nữa, nó phức tạp hơn nhiều. Mình sợ mình không học được giống như cha mẹ muốn, mình sợ mình không làm bài được điểm A, mình sợ bạn bè nó không coi mình như những đứa khác, mình sợ đứa bạn nó coi thường mình, hay nó không chơi với mình, hay là nó tẩy chay mình. Mình sợ đứa bạn nó không gọi mình đi party giống như là đi như khác. Nhiều cái sợ lắm, ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngày hôm nay nếu nhìn ra cái vấn đề này, thôi bây giờ để cho Vy kết luận đi. Nhưng mà rõ ràng vậy thì đúng là hôm nay nói chuyện với bác sĩ mình mới, Hoàng Vy mới vỡ ra một cái điều là trẻ con nó có nhiều cái stress hơn người lớn, chứ không chỉ người lớn mình cứ lo mất job, rồi lo trả bill, rồi lo về vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình. Cái stress có thể khác nhau, nhưng mà cái sợ
đều có ai hết, cũng có, kể cả một đứa nhỏ, nhỏ nó có cái sợ của nhỏ. Dạ. Ha, ngay cả đấy bạn, đối với mình người lớn tớn lớn tiếng to tiếng thì mình cái tiền não của mình cho mình biết ok người đó họ lớn tiếng nhưng mà họ không dám làm gì mình đâu. Nhưng mà một đứa bé khi một người lớn tiếng nó đâu có cái lý để mà nói với nó là chắc ba bố mẹ không có đánh mình đâu hay bố mẹ không làm gì ấy đâu. Nó nghe là nó sợ rồi, nó nghe cái sự lớn tiếng không là một cái stress rồi, vì nó không đánh giá được tình huống, nó không nó không nhận biết được nhiều như mình. Và cái cái năng động của cái trung tâm sợ hãi là để bảo vệ mà. Thành ra là cái sự sợ đó là nó có ngay đó rồi. Có thể đối với người lớn mình cái sự lớn tiếng đó mình chưa sợ, nhưng mà đối với một đứa bé nó sợ tiếng nói to. Có những em mà tôi làm việc và em mà có tâm bệnh về trầm cảm á, các em nó nhạy ghê vô cùng. Các em nó là càng nhạy hơn, nó giống như một cái alarm vậy đó. Và đôi khi có những cái false alarm người lớn mà cường độ với các em đó là các em nó cái sự sợ hãi, mà cái sự sợ hãi của em á, nó nhỏ thì nó có cái sự diễn đạt cái sự sợ hãi khác. Những em mà lớn á, nó sợ hãi riết rồi nó không nói chuyện, nó shut down luôn. Nó numb out luôn. Và có những cái nó phản kháng trở lại. Cái sự phản kháng đó là cái sự tự vệ qua cái sợ. Chứ chưa hẳn là tại vì nó hỗn, mình cho hẳn cái label, cái nhãn hiệu là nó hỗn, nó cứng đầu, nó thế này kia, đó là cái label của mình. Nhưng mà về khía cạnh tâm lý á, là cái sự phản kháng để tự vệ. Và trong cái phản kháng đó nó phải đi đến từ cái sợ. Cái sợ mình bị put down, cái sợ mình bị người khác dìm cái tư chất của mình xuống, cái sợ bị phán xét, cái sợ bị so sánh, cái sợ bị rất rất nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà những đứa trẻ nó có những cái khả năng, ý Hoàng Vy đang nói cái sự nhạy cảm với cái stress, cái sự năng động như bác sĩ nói nó khác nhau hay không? Ví dụ ý Hoàng Vy là ở những đứa trẻ thông minh và nhạy cảm hơn thì có phải là cái mức độ dễ stress của nó lớn hơn không ạ? Câu hỏi rất hay và nó có cái phần chính xác ở đó ha. Thực sự ra khi mà các em sanh ra nó có ít nhất là có ba cái temperament, là temperament tức là cái tính cách. Một có những em thì nó rất là thông minh. Và những em thông minh thường thường là những em rất nhạy cảm với những cái kích thích xung quanh của mình. Có thứ hai là các em rất là dễ chịu. Ta nói ngủ cũng dễ, ăn cũng dễ, mà nó ngủ mà có mấy hút bụi chạy ào 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 nó ngủ nó vẫn ngủ như thường. Còn có những em á hả, là ru nó biết bao nhiêu, phải nằm chung với nó biết bao lâu rồi nó mới ngủ được. Là cái loại đầu tiên là, mà những em nó rất thông minh là những em nó gọi là highly active and alert child. Tức là những em cái radar nó rất là nhạy. Có những em không nhạy như vậy, rất là dễ nuôi. Mấy em đó không phải là những em quá nhạy cảm. Nuôi mấy em đó sau này cũng rất là dễ luôn. Bởi vậy nên nhiều khi bố mẹ mình thấy ồ sao nuôi đứa này nó vậy, tôi cũng nuôi y chang vậy. Mà sao lại đứa này nó lại phản ứng khác, cái con này nó tức. Thật ra ngón tay ngón dài không ao nào giống nào hết. Rồi cũng có những em á, cái temperament thứ ba đó là phải có rất nhiều cái kích thích, phải có rất nhiều cái sự nghĩa là làm việc với nó rồi mình mới thấy nó phản ứng. Thì cái đối tượng đó có dễ stress không bác sĩ? Đối tượng đó không. Cái mà dễ stress nhất là các em highly active. Chỉ là các em thông minh nhạy cảm đó. Yes. Những em thông minh nhạy cảm. Nhưng mà nói như thế nào thì cũng không nghĩa là các em kia không có cái stress và không có cái sợ. Và các bạn biết nữa là các em là những người bất lực nhất. Dạ. Các em nhỏ nhất, người lớn, lớn gấp mấy lần các em. Tiếng nói có thể to gấp mấy lần các em. Những cái quyền và cái khả năng hành động bao nhiêu lần đối với các em là phải hỏi, các em có những cái quyền của các em và những cái điều gì. Bởi vậy nên xã hội nhân văn á, người ta bảo vệ trẻ em là đầu tiên, là tại đúng. Vì các em nó còn non nớt, cái sự sợ hãi của các em nữa, nó có thể có những chuyện đối với người lớn mình nó không có nặng nề, nó không có traumatic, nhưng mà đối với các em có thể rất là traumatic. Cái sự tranh giành giữa bố mẹ hoặc cái sự mà cãi nhau giữa bố mẹ, đối với người lớn cái sự cãi nhau nó là bình thường, nhưng đối với những em nhạy cảm và nó chứng kiến những cái cảnh này á, thì có thể có những em mà nó không có nhạy cảm thì nó ok, có những em nhạy cảm thì cái đó nó trở thành một cái trauma. Thành ra là bởi vậy nên con người không có cái 2+2=4 và không có một cái công thức. Bởi vậy mỗi con người là một cái thế giới mà bởi vậy mình có những cái chuyên môn họ phải đầu tư. Và những sự chữa trị cũng phải cần có cái sự đầu tư để tìm hiểu.
Vậy thì thưa bác sĩ, những cái biểu hiện gì ở con trẻ mà mình biết là nó đang gặp stress để mà mình có thể giúp đỡ được con? Okay. Bây giờ bạn đang nói con trẻ là từ elementary đúng không? Tức là từ lớp 6 trở xuống nha. Tại vì cái thể hiện mà stress của thanh thiếu niên có thể nó có những cái khác. Các em nó khác, thì mình không có một công thức chung. Vấn đề khi các em mà nói dối nhiều á, là các em nó bị stress dữ lắm á. Vì nó phải cover cái câu chuyện nói dối của nó cũng mệt. Vì nó có nhiều cái sợ nên nó mới phải làm điều đó. Làm sao để mình rồi các em sợ nhiều, và các em thấy con mình nó hay sợ nhiều là các em nó đang bị stress đó. Rồi các khóc nhiều. Đây mình đang nói lớp 6 trở xuống. Không nói chuyện được với bố mẹ, không chia sẻ được với bố mẹ, không gần gũi được với bố mẹ, mình thấy nó hơi bị cô lập. Là nó đang có những cái nỗi sợ gì đó. Nó có những cái stress gì đó nha. Rồi đang học hành đang rất là tốt, rồi thấy em nó từ từ nó đi xuống. Là em đang bị stress. Em đang bị stress. Là em stress là sao? Em không có thực hiện được những cái chức năng bình thường của mình. Là đang có cái chuyện gì đó xảy ra mà em đang tự đương đầu một mình mà mình chưa biết. Và khi cái đứa bé nó phải đương đầu những cái chuyện một mình với nó, tự bản thân của nó với cái sự non nớt của nó mà nó phải đương đầu những cái diện gì đó một mình là stress rồi đó. Rồi những dấu hiệu các em ăn uống nó bất thường đi. Cái ngủ của em không ngủ được nhiều nữa, nó thấy nó dậy sớm quá, hay là nó đi thức khuya quá mà nó không ngủ được, rồi tối nó cứ thấy nó dậy hoài. Đó là những cái dấu hiệu. Rồi có những em là nó cứ bị đau bụng hoài. Có những em nó bị stress, nó bị căng thẳng, nó không có nói ra được. Thì nó lại thể hiện cái stress. Sao? Cái stress là nó compromise những cái hệ thống miễn nhiễm của các em ở trong cơ thể. Thì các em nhạy cảm hơn với thức ăn. Các em phản ứng, phản hồi với cái thức ăn, nó không có chịu đựng được một số cái loại thức ăn. Bình thường thì ok, nhưng mà tự nhiên bây giờ cũng cái thức ăn đó mà cứ tiêu chảy hoài, là cái hệ thống miễn nhiễm của các em nó không có cái độ mạnh đủ. Và khi stress thì sao? Khi stress thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị mai một đi. Cũng giống như mình người lớn á, sau khi mà mình lo hết những cái công việc Tết, Noel đồ này kia xong, mình hay bị bệnh. Sau đó là mình, sau những cái stress đó rồi, hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị mai một đi, sau đó mình mới đổ bệnh ra, mình cảm tương đủ thứ đúng không? Còn với những cái em nó lớn hơn thì sao hả bác sĩ Xuyên? Mấy em nhỏ xong rồi phải không? Mấy em lớn thì nó cũng có những người lớn mình stress quá mình bị tiêu chảy đúng không? Có những người lớn mình bị stress quá cái mình hệ thống miễn nhiễm của mình nó xuống rồi mình bị cảm. Mình bị sổ mũi, mình bị dị ứng. Thì các em nó cũng có những cái triệu chứng như vậy. Để ý những cái đó. Rồi có những em stress đó, lớn nó stress quá, nó shut down. Nó có những cái căng thẳng, nó nghĩ rằng nó không có vượt qua được, nó nghĩ là không có cái cách giải quyết. Cái sợ của nó trở thành cái sự numbness, cái sự gọi là chai lì. Thế nên là các em nó shut down, nó cô lập, nó không muốn liên hệ, nó không muốn trả lời, nó không muốn ấy, vì những cái sự liên hệ đó tạo những cái căng thẳng. Nhưng mà đôi khi nếu mà cha mẹ mà không hiểu thì sẽ dễ nghĩ là tại sao con dạo này nó chướng vậy, nó kỳ vậy, thì đâm ra cũng oan ức cho các em. Bây giờ những em nó bị căng thẳng ở trong trường, hoặc là nó không ngủ đủ, hoặc là nó có những cái áp lực về bạn bè, áp lực về bản thân, khẳng định bản thân, áp lực về cái sự bây giờ tự nhiên con gái thì sao, tự nhiên mình cái ngực mình nhiều quá, con trai nó cứ dòm vô rồi, hay là cái anh này, cái đứa con trai này em nó lớn rồi mà sao nó thấp hơn mấy đứa bạn, nó thấp hơn cả mấy đứa bạn gái của nó nữa, nó không được cao như mấy đứa kia. Ngay cả có những cái sợ là mình không bằng người ta, cái sợ là mình thua thiệt người ta, cái sợ là mình không được ý của thầy cô, không được ý của bố mẹ, cái sợ mình làm người khác thất vọng, cái sợ là mình không có handle được cái chuyện này mà bây giờ mình bị ép là phải giải quyết cái việc này, nhiều cái thứ sợ. Thì các em nó sẽ phản ứng lại để nó tự vệ. Cái phản ứng của nó, nếu như nó thấy trước đây trong gia đình mình thường thường mà phản ứng trở lại để tự vệ là la làng lên, hoặc là cãi nhau, hoặc là kiếm chuyện với nhau, hay là tranh chấp với nhau, hay là tranh cãi với nhau, thì nó không làm y chang vậy. Tại vì nó không biết cái cách để mà mình có thể giải tỏa cái stress như thế nào. Nếu như mình thấy cha mẹ mình mỗi lần giải tỏa stress rồi ba mình nói ba mình ra chạy bộ, hay là mẹ nên phải tập thể dục cái đã rồi giờ tôi về tôi tính sau,
Yeah. Tôi đi ngủ cái đã, rồi cái chuyện này ngày mai mình giải quyết tiếp, mình ngồi xuống với nhau mình nói chuyện. Nếu như không thấy những cái hiện tượng nó xảy ra trong gia đình khi căng thẳng, yeah, chứ mình thấy chỉ căng thẳng, mỗi lần căng thẳng là gia đình mình la làng lên với nhau, rồi đóng cửa, rồi đập cửa, rồi đập chén, hay là đóng mạnh cái sập chén, hay là như vậy thì mình làm bị dạ, rồi. Điều quan trọng là chúng ta cần phải quan sát rất là kỹ những cái biểu hiện của trẻ. Và ở phần 2 chúng tôi sẽ nói về làm sao để giúp con mình vượt qua stress. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút dành cho thương mại.